Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Relative Layout và chúng ta sẽ đến với vị trí trong mối quan hệ anh em với nhau. Khối màu vàng là khối mà chúng ta cần định vị trí cho nó, còn khối màu xanh chính là anh em của nó. Và hai khối này đều nằm trong Relative Layout. Như vậy, nếu như chúng ta muốn khối màu vàng nằm trên khối màu xanh thì chúng ta gọi đến Layout Above. Muốn nó nằm ở phía dưới thì chúng ta gọi đến Below. Muốn nó nằm ở bên trái thì chúng ta gọi đến To Left Up. Nằm bên phải thì chúng ta gọi đến To Right Up. Và chúng ta còn các trường hợp ở phía dưới, đó là nó canh đều so với đường viền bên trái thì chúng ta có Align Left. Bằng với đường viền bên tay phải thì chúng ta có Align Right. Bằng với đường viền ở phía trên thì chúng ta có Align Top. Và cuối cùng, bằng với đường viền ở phía dưới thì chúng ta có Align Bottom. Và khi nhìn những hình vẽ này thì các bạn cũng hình dung được trong đầu vị trí của nó là như thế nào. Tuy nhiên, tôi muốn các bạn hiểu rõ hơn về các vị trí này. Như vậy, tôi sẽ quay lại phần ví dụ vừa rồi. Trong trường hợp này, tôi sẽ tiến hành tạo thêm một button. Như vậy, tôi sẽ qua phần design để tôi tạo và cho các bạn thấy. Chúng ta hiện có một button. Ở phần palette, chúng ta tìm kiếm đến giá trị button và chúng ta kéo nó vào. Khi kéo vào thì các bạn thấy sẽ có rất nhiều các mũi tên xuất hiện. Tuy nhiên, ở mũi tên này thì nó hiển thị Align Parent Left và Align Parent Top. Có nghĩa rằng button của chúng ta so vị trí và so với cha của nó. Còn nếu như tôi tiếp tục kéo xuống, và lúc này phần mũi tên nó đã thay đổi, chúng ta thấy vị trí của nó sẽ so với button mà chúng ta vừa tạo ra trong video vừa rồi. Như vậy sẽ có hai vị trí. Vị trí so với cha của nó chúng ta tìm hiểu rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu vị trí so với anh em của nó. Tôi sẽ buông bút tông này ra. Và chúng ta quay lại phần test. Chúng ta đã có một bút tông. Tuy nhiên chúng ta sẽ tiến hành thay đổi một số thuộc tính cho bút tông này. Below, Align Right, Align End chúng ta chưa biết. Maxin Top cũng vậy. Tôi bỏ đi những giá trị này. Chúng ta có thể copy từ bút tông ở phía trên đem xuống phía dưới. Ở đây tôi sẽ đặt lại. Ở đây là bút tông 1. Ở đây ID là bút tông 2. Phần layout center in parent chúng ta sẽ không sử dụng. Và chúng ta thay lại màu của bút tông mà chúng ta vừa thêm vào. Do đó chúng ta sẽ sử dụng lại thuộc tính background. Tôi thay phần màu mới vào đây. Và tôi để giá trị này là new. Thì rõ ràng các bạn thấy khi thêm một bút tông vào trong Relative Layout thì vị trí mặc định của bút tông này nó nằm ở phía trên và nằm ở vị trí bên trái. Bây giờ chúng ta muốn nó nằm ở phía dưới bút tông. Như vậy để nó nằm ở phía dưới giá trị bút tông này, tôi sẽ thay đổi giá trị test cho bút tông. Ở đây tôi sẽ để là on. Và phía dưới chúng ta có new. Bây giờ tôi muốn bút tông new nó nằm ở phía dưới bút tông on thì chúng ta phải thực hiện như thế nào? Chúng ta vào đây và chúng ta tiếp tục gọi đến thuộc tính. Nằm ở phía dưới thì chúng ta có below và chúng ta gọi đến layout below. Chúng ta cần truyền vào một ID bởi vì nó nằm ở phía dưới bút tông nào? Trong trường hợp này nó nằm ở phía dưới bút tông 1 thì chúng ta truyền vào đây. Đó là ID bút tông 1. Và các bạn thấy new đã nằm ở phía dưới bút tông on. Trong trường hợp này phần ID tôi sẽ đặt cho nó tường minh một tí. BTN on. Còn ở phía dưới chúng ta có BTN new. Như vậy ở đây cũng phải thay đổi lại BTN on. Và nó nằm ở phía dưới bút tông on. Và chúng ta muốn nó nằm sát so với phần viền trái của bút tông on. Viền trái thì chúng ta có
đó là LED. Và chúng ta sẽ thử tìm xem. Đối với LED thì chúng ta có parent LED, to LED up và align LED. Như vậy parent thì chúng ta không dùng đến rồi, bởi vì lúc này chúng ta sẽ thiết lập vị trí so với anh em. Và so với anh em để nằm trên cùng một đường so với lề bên trái thì chúng ta gọi đến align LED. Và bên trái của ai? Đó là của button on. Chúng ta cũng đưa vào. Thì các bạn thấy nó đã nằm sát ở phía dưới button on và nằm cùng một đường bên trái của button on. Ở đây tôi sẽ thay đổi lại phần width và phần height để cho các bạn dễ thấy. Phần width ở đây tôi sẽ giảm cho nó thành 150 và phần height tôi cho nó là 40. Thì lúc này các bạn thấy nó nằm sát so với đường viền bên trái của button on. Còn nếu như chúng ta muốn nó nằm ở sát đường viền ở bên phải thì chúng ta gọi đến right. Tôi thay vào đây, chúng ta cũng gõ vào right và chúng ta sẽ loại trừ, không có parent right thì còn align right. So với ai? So với button on. Thì như vậy nó nằm sát so với đường viền ở bên tay phải. Bây giờ tôi muốn button nail này nó nằm ở bên trái của button on. Như vậy nằm ở bên trái, tôi bỏ đi hai thuộc tính này. Nằm bên trái thì chúng ta có led. Và chúng ta băn khoăn giữa ba thuộc tính đầu tiên. Thuộc tính parent thì chúng ta loại. Align led thì chúng ta vừa học. Nếu như sử dụng align led thì nó sẽ nằm trên cùng đường viền bên trái của button on. Còn bây giờ chúng ta muốn nó nằm về bên trái của button on thì chúng ta gọi đến to left up. So với ai và so với button on thì các bạn thấy nó nằm về bên trái. Tuy nhiên nó vẫn nằm sát góc ở phía trên. Như vậy tôi tiếp tục gọi đến một thuộc tính nữa, đó là thuộc tính align top, để cho nó nằm ngang hàng so với button on. Chúng ta sẽ gọi đến ID và btn on. Thì các bạn thấy nó đã nằm về bên trái và nằm sát đường viền ở phía bên trên. Tương tự như vậy, các bạn có thể tìm hiểu thêm các thuộc tính mà tôi đã liệt kê ở phần slide. Và sau khi chúng ta demo qua các thuộc tính đó thì lúc này chúng ta nhìn lại hình vẽ, chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Nếu như chúng ta muốn nó nằm trên thì chúng ta gọi đến layout above. Muốn nó nằm ở phía dưới thì gọi đến below. Nằm bên trái to left up, nằm bên phải to right up. Nằm sát với đường viền bên trái ở align left. Nằm sát so với đường viền bên phải ở align right. Nằm sát so với đường viền ở bên trên chúng ta có ở align top. Và cuối cùng nằm sát so với đường viền ở phía dưới chúng ta có ở align bottom. Và tôi sẽ quay lại phần slide mà chúng ta đã học về vị trí so với quan hệ cha con. Thì lúc này chúng ta còn một hình vẽ chúng ta chưa tìm hiểu, đó là vị trí layout align baseline. Lúc này sẽ là hai anh em với nhau và các bạn nhìn hình vẽ thì các bạn cũng hiểu. Tuy nhiên tôi cũng muốn demo cho các bạn thấy rõ hơn. Tôi quay lại phần ví dụ vừa rồi của chúng ta. Bây giờ chúng ta bỏ đi hai thuộc tính này và chúng ta sẽ gọi đến align baseline. Nó cùng hàng so với button nào? Như vậy tôi đưa vào đây chính là button on. Và các bạn thấy chữ new và chữ on nó đã nằm trên cùng một hàng. Và như vậy các vị trí giữa cha con với nhau và các vị trí giữa anh em với nhau chúng ta đã tìm hiểu xong. Và đối với Relative Layout chúng ta cùng kết thúc việc tìm hiểu đối với nó. Trong những video kế tiếp thì chúng ta sẽ dành ra một số thời gian để chúng ta luyện tập các bài thực hành để chúng ta vững vàng hơn về Relative Layout.